Các con thân mến, chúng ta sẽ khởi động bài học hôm nay bằng một đoạn video về lễ hội thả diều quốc tế nhiều màu sắc tại Đan Mạch. Các con sẽ theo dõi đoạn video trong thời gian là 1 phút và để trả lời cho cô giáo câu hỏi: tại sao Phan Nâu của Đan Mạch được coi là thành phố hoàn hảo để thả diều? Thành phố Phan Nâu của Đan Mạch là địa điểm tổ chức lễ hội diều quốc tế lần thứ 33. Đây là ngày hội không thể bỏ qua của những người yêu thích thả diều trên toàn thế giới, đồng thời thu hút đông đảo khách du lịch đến với thành phố trong tháng 6. Được ngắm nhìn cảnh tượng 5.000 con diều đầy màu sắc bay trên bầu trời không phải là điều lúc nào cũng có thể trải nghiệm trong cuộc đời. Với những cơn gió ổn định và một bờ biển dài, thành phố Phan Nâu là một địa điểm vô cùng thích hợp để tổ chức lễ hội này. Với những người yêu thích môn thả diều thì nơi đây như là một thiên đường vậy. Các bạn có thể thấy những con diều tới từ khắp nơi trên thế giới, từ Na Uy, từ Nhật Bản, từ Nam Phi, từ Malaysia. Và điều kiện thời tiết ở Phan Nâu là hoàn hảo để những con diều có thể khoe hết sắc màu của mình. Các đội diều quốc tế sẽ tranh tài cho tới ngày 18 tháng 6 để tìm ra nhà vô địch tại lễ hội diều Phan Nâu 2017. Đoạn video đã kết thúc. Chúng ta sẽ quay trở lại câu hỏi ban đầu. Tại sao thành phố Phan Nâu của Đan Mạch được coi là nơi hoàn hảo để thả diều? Con thưa cô là thành phố Phan Nâu của Đan Mạch được coi là nơi hoàn hảo thả diều vì nơi này có hướng gió ổn định, thời tiết đẹp và một bờ biển dài. Rất chính xác, cảm ơn con. Bờ biển dài, thời tiết đẹp và quan trọng hơn cả là có gió thổi ổn định là những điều kiện vô cùng lý tưởng cho những con diều bay cao, bay xa, khoe sắc màu. Và gió thì không chỉ chắp cánh cho những ước mơ, cho những khát vọng của con người qua mỗi cánh diều. Gió còn mang đến cho chúng ta một cái bầu nhựa sống. Gió mang đến những cơn mưa, mang đến những cái lời ru của mẹ. Gió còn có trong những lời ca của tình yêu đôi lứa. Gió thật là gần gũi đối với mỗi chúng ta. Vậy thì bằng cái kiến thức mà các con đã được học ở bậc trung học cơ sở và hiểu biết của mình, hãy cho cô giáo biết gió là gì và nguyên nhân sinh ra gió. Dạ thưa cô, gió là sự dịch chuyển của luồng không khí từ khí áp cao về nơi có khí áp thấp và nguyên nhân gây ra nó là do sự chênh lệch giữa các đai khí áp. Rất chính xác, cảm ơn con. Sự chênh lệch khí áp là nguyên nhân sinh ra gió. Ở tiết trước, các con đã tìm hiểu về nguyên nhân thay đổi khí áp, sự phân bố của các cái đai khí áp, chính sự tồn tại song song của các đai áp cao, đai áp thấp nên trên trái đất luôn luôn có gió. Vậy có những loại gió chính nào và cái sự hình thành và hoạt động của các loại gió ra sao? Cô và các con sẽ cùng tìm hiểu trong bài ngày hôm nay. Bài 8: Khí áp, gió và mưa. Trong nội dung bài học ngày hôm nay, các con sẽ tìm hiểu về hai loại gió. Thứ nhất, đó là một số loại gió chính trên trái đất. Thứ hai, đó là gió địa phương. Các con đi vào nội dung thứ nhất, một số loại gió chính trên trái đất. Trong nội dung này, các con cần đạt được hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất, đó là trình bày được một số loại gió chính trên trái đất. Mục tiêu thứ hai, đó là các con được hình thành được năng lực nhận thức thế giới theo quan điểm không gian, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Và để thực hiện mục tiêu này thì các con sẽ hoạt động nhóm với lại kỹ thuật mảnh ghép. Cụ thể như sau, cô giáo chia lớp ra thành 3 nhóm, nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3. Các con sẽ hoạt động nhóm với 2 bước. Bước thứ nhất, đó là các con làm việc độc lập theo phiếu cá nhân trong thời gian là 3 phút. Kết thúc 3 phút, các con sẽ chuyển sang bước thứ hai. Ở bước thứ hai thì các con sẽ di chuyển để hình thành nhóm mới theo yêu cầu. Và tại nhóm mới thì các con sẽ chia sẻ cho nhau những cái nội dung, những phần thảo luận, những cái phần nội dung mà các con đã được tìm hiểu và hoàn thành cái phiếu học tập chung trong thời gian là 5 phút. Kết thúc thời gian làm việc nhóm, các con sẽ treo kết quả của mình lên. Sau đó thì cô sẽ gọi đại diện của một nhóm bất kỳ để các con lên trình bày hoạt động của gió với các kênh hình. Các nhóm còn lại, các con sẽ nhận xét bổ sung cho nhóm bạn. Các con đã rõ nhiệm vụ của mình chưa? Chúng ta đi vào bước thứ nhất. Ở bước thứ nhất, các con sẽ làm việc với phiếu cá nhân. Trên mặt bàn của các con đã có các cái phiếu học tập cá nhân. Nhóm số 1, các con sẽ tìm hiểu về gió mậu dịch. Nhóm thứ hai, các con tìm hiểu về gió tây ôn đới. Và nhóm thứ ba, các con tìm hiểu về gió mùa. Thời gian làm việc cá nhân bắt đầu.
Thời gian làm việc cá nhân của các con đã kết thúc, các con sẽ chuyển sang bước thứ hai. Ở bước thứ hai, các con sẽ di chuyển vị trí theo yêu cầu như sau. Các con có phiếu học tập màu hồng, các con sẽ di chuyển về vị trí nhóm 1. Các con có phiếu học tập màu xanh, các con sẽ di chuyển đến nhóm số 2. Và các con có phiếu học tập màu trắng thì các con sẽ di chuyển đến nhóm thứ 3. Bây giờ các con bắt đầu di chuyển. Các con đã ổn định ở nhóm mới. Thế thì bây giờ thì các con sẽ chia sẻ, thảo luận cho nhau những cái nội dung mà mình tìm hiểu và cùng nhau hoàn thành cho cô phiếu học tập chung. Các con sẽ treo cái kết quả làm việc của mình lên. Bây giờ cô giáo sẽ mời đại diện của nhóm số 2. Các con sẽ đại diện cho các nhóm để trình bày về các hoạt động của các loại gió với các tình hình. Thưa cô và các bạn, sau đây con xin đại diện cho nhóm 2 trình bày về một hoạt động của một số loại gió chính trên trái đất. Và đây là hình 8.1 thể hiện các đai, khí áp và một số loại gió. Đầu tiên là gió mậu dịch, được thổi từ áp cao cận nhiệt đới về áp thấp xích đạo. Ở bán cầu Bắc, nó có hướng Đông Bắc. Và ở bán cầu Nam thì nó có hướng Đông Nam. Gió này thổi quanh năm, có tính chất là khô và thường chỉ gây mưa khi gặp địa hình chắn gió. Tiếp theo là gió Tây ôn đới, được thổi từ áp cao cận nhiệt đới về áp thấp ôn đới. Ở bán cầu Bắc nó có hướng Tây Nam, còn ở bán cầu Nam thì nó có hướng Tây Bắc. Và gió này được thổi quanh năm, có tính chất làm ẩm và gây mưa nhiều, thường gây mưa trong một số bờ lục địa ôn đới. Sau đây con xin trình bày đặc điểm về gió mùa. Và đây là hình ảnh mô phỏng cơ chế hoạt động của gió mùa. Gió mùa là loại gió thổi theo mùa và hướng ngược nhau giữa đại dương và lục địa. Nguyên nhân sinh ra gió mùa là do sự nóng lên hay lạnh đi giữa lục địa và đại dương theo mùa. Và ở đây chúng ta có thể thấy vào mùa đông, nhiệt độ ở lục địa xuống thấp sẽ hình thành áp cao, trong khi đó ở đại dương nhiệt độ sẽ cao hơn và hình thành áp thấp. Do đó gió từ lục địa sẽ thổi về đại dương, và vì nó là gió từ lục địa nên sẽ có tính chất là khô. Vào mùa hạ, lục địa sẽ bị đốt nóng nhanh hơn nên nhiệt độ ở lục địa sẽ cao, sinh ra áp thấp. Và khi đó đại dương sẽ mát hơn, nhiệt độ thấp sẽ sinh ra áp cao. Do đó gió từ đại dương sẽ thổi về lục địa. Do gió này thổi từ đại dương về lục địa nên sẽ có tính chất là ẩm. Về khu vực hoạt động của gió này thì gió này hoạt động ở các khu vực đới nóng và những nơi có vĩ độ trung bình, nhưng khu vực hoạt động điển hình của gió mùa chính là khu vực Đông Nam Á và khu vực Nam Á. Phần trình bày của nhóm con đến đây là kết thúc. Rất mong nhận được sự góp ý của cô và các bạn. Các con đã vừa lắng nghe phần trình bày của nhóm số 2. Và bây giờ cô muốn lắng nghe phần nhận xét góp ý của nhóm số 1 và nhóm số 3 dành cho sản phẩm cũng như là phần trình bày của nhóm số 2. Cô mời đại diện của nhóm số 1 nào. Con thưa cô là về phần trình bày của nhóm 2 thì các bạn đã trình bày đầy đủ rõ ràng và đủ các kiến thức để cho các bạn ở dưới có thể tiếp thu được ạ. Còn về sản phẩm của nhóm số 2 thì các bạn đã trình bày rõ ràng
ngắn gọn và khoa học đầy đủ kiến thức ạ. Rất cảm ơn con, cảm ơn phần nhận xét của nhóm số 1. Cô muốn lắng nghe phần nhận xét của nhóm số 3 nào? Vâng thưa cô, thì về phần sản phẩm của các bạn thì các bạn đã trình bày một cách rất là sạch đẹp, khoa học và dễ hiểu. Còn về phần thuyết trình thì các bạn ấy trình bày rất là tự tin, sáng tạo và logic. Cô đồng ý với lại nhận xét của nhóm số 1 và nhóm số 3 dành cho nhóm số 2. Cô có nhận xét về cái kết quả hoạt động của các con như sau. Cô đánh giá rất là cao cái năng lực giao tiếp của các con. Các con giao tiếp với nhau rất là tích cực. Các con hoạt động trong các cái nhóm rất là sôi nổi này, tích cực này và chủ động. Và không chỉ như thế, thì cô thấy kết quả sản phẩm của các nhóm đều rất là tốt. Về nội dung thì các con đều trình bày rất là đầy đủ, chính xác, khoa học. Trình bày thì rất là rõ ràng và sạch đẹp. Cô dành lời khen ngợi dành cho đại diện phần trình bày của nhóm số 2. Các con trình bày rất là sáng tạo, cái nội dung thì rất là chính xác. Và đặc biệt các con sử dụng cái kênh hình để trình bày rất là chuẩn xác. Như vậy các con đã tìm hiểu về các loại gió chính trên trái đất. Mỗi một loại gió có những tên gọi khác nhau, nhưng nó đều nói lên những cái đặc điểm nổi bật của gió. Các con có biết gió mùa là loại gió thổi theo mùa, gió tây ôn đới là loại gió mà hoạt động chủ yếu bằng hướng tây và hoạt động ở khu vực ôn đới. Vậy các con có biết vì sao mà gió tín phong còn được gọi là gió mậu dịch hay không? Con thưa cô, theo con gió mậu dịch còn được gọi là gió tín phong tại vì vào hồi thời xưa, những thương nhân châu Âu hay Trung Quốc buôn bán hàng hóa trên con đường tơ lụa trên biển, họ đã sử dụng gió này để giăng những con buồm ra khơi và nhờ có nó thì mọi việc buôn bán đã được thuận lợi hơn rất nhiều. Vậy các con có biết tại sao mà các cái tàu thuyền khi di chuyển trên đại dương thế giới lại rất hạn chế di chuyển qua cái khu vực từ khoảng 30 đến 40 độ vĩ ở cả hai bán cầu hay không? Nguyên nhân chủ yếu đó là do cái khu vực này nó nằm ở khu vực dưới áp cao cận nhiệt nên không khí giáng từ trên xuống làm thành các cái vùng lặng gió. Mà tàu thuyền di chuyển trên biển chủ yếu nhờ vào sức gió để hạn chế cái nhiên liệu. Do đó các cái tàu thuyền rất sợ qua khu vực này. Có những khi các cái tàu thuyền phải đứng yên đợi cả tuần mới có gió. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là gió có vai trò rất là quan trọng trong việc di chuyển của các cái tàu thuyền trong hoạt động hàng hải thế giới. Các con đã vừa được tìm hiểu về các loại gió chính trên trái đất. Cũng là gió nhưng có phạm vi hoạt động hẹp hơn thì đó chính là gió địa phương. Vậy gió địa phương có cái quá trình hình thành và hoạt động ra sao? Cô và các con sẽ tìm hiểu sang phần thứ hai, gió địa phương. Trong nội dung này, các con cần đạt được hai mục tiêu. Thứ nhất, đó là các con trình bày được một số loại gió địa phương. Thứ hai, đó là các con hình thành được năng lực trình bày, phân tích kênh hình, kênh chữ, được chưa nào? Để thực hiện mục tiêu này, thì các con sẽ hoạt động theo các cặp đôi. Hai con ngồi cạnh nhau, các con sẽ là một cặp. Như vậy, ở đây mỗi một nhóm, các con sẽ có 5 cặp. Và các con sẽ dựa cho cô vào các cái kênh hình, kênh chữ. Kênh hình 8.2, 8.3, 8.4 trong sách giáo khoa và hoàn thành theo cái nội dung của phiếu học tập cặp đôi. Thời gian của các con là 5 phút. Thời gian bắt đầu. Thank you.
Thời gian làm việc cặp đôi của các con đã kết thúc rồi. Bây giờ cô sẽ mời các cái cặp đôi, các con sẽ lên trình bày về hoạt động của các loại gió địa phương. Loại gió đầu tiên đó là gió biển và gió đất. Cô mời các cặp đôi xung phong nào. Cô mời cặp đôi của bạn Trang và bạn Học nào. Và sau đây thì bọn con sẽ trình bày về những đặc điểm và cách hoạt động của gió đất và gió biển. Chúng đều được hình thành ở vùng ven biển. Đầu tiên là gió biển. Vào ban ngày thì mặt đất hấp thụ nhiệt tốt hơn nên sẽ có nhiệt độ cao hơn, từ đó sẽ hình thành áp thấp. Còn biển thì hấp thụ nhiệt kém hơn nên có nhiệt độ thấp hơn nên sẽ hình thành áp cao, từ đó sẽ có gió thổi từ biển vào đất liền và được gọi là gió biển. Gió đất thì quá trình hình thành sẽ ngược lại so với gió biển. Vào ban đêm mặt đất sẽ tỏa nhiệt nhanh hơn nên lạnh hơn và hình thành áp cao. Còn mặt biển sẽ tỏa nhiệt chậm hơn nên ấm hơn và hình thành áp thấp. Gió thổi từ đất liền ra ngoài biển được gọi là gió đất. Và phần trình bày của chúng con đến đây là kết thúc. Mong nhận được sự góp ý của cô và các bạn. Con đã vừa lắng nghe phần trình bày của cặp đôi bạn Học và bạn Trang. Thế thì để xem là phần trình bày của các bạn có đúng hay không, thì cô mời cả lớp, các con sẽ cùng theo dõi một đoạn clip sau đây về hoạt động của gió đất và gió biển. Gió đất, gió biển là loại gió hình thành ở các vùng ven biển, có hướng thay đổi theo ngày và đêm. Nguyên nhân hình thành loại gió này là do sự hấp thụ nhiệt và tỏa nhiệt khác nhau giữa đất và nước. Ban ngày, mặt đất hấp thụ nhiệt nhanh hơn nên có nhiệt độ cao hơn so với mặt nước. Vì vậy, các vùng đất ven biển hình thành áp thấp. Ngược lại, do mặt biển hấp thụ nhiệt chậm hơn mặt đất nên hình thành áp cao. Gió thổi từ áp cao về áp thấp ven đất liền được gọi là gió biển. Ban đêm, mặt đất tỏa nhiệt nhanh hơn nên có nhiệt độ thấp hơn so với mặt nước. Vì vậy, các vùng đất ven biển hình thành áp cao. Ngược lại, do mặt nước tỏa nhiệt chậm hơn so với mặt đất nên hình thành áp thấp. Gió thổi từ áp cao về áp thấp ven biển được gọi là gió đất. Ở nước ta, các vùng ven biển đều có loại gió này. Các con vừa được theo dõi một cái đoạn clip về hoạt động của gió đất và gió biển rồi. Bây giờ cô muốn lắng nghe phần nhận xét của các con về phần trình bày của cặp đôi thứ nhất nào. Dạ, con thưa cô, phần trình bày của cặp đôi thứ nhất rất là rõ ràng và chi tiết, có thể giúp cho bọn con hiểu được hoạt động của gió đất và gió biển. Và hai bạn cũng đã trình bày rất là lưu loát và tự tin rồi ạ. Cô cũng đồng ý với lại cái nhận xét của con. Cô cảm ơn con. Các con sẽ tìm hiểu loại gió địa phương thứ hai, đó là loại gió phơn. Cô xin mời các cặp đôi khác. Cặp đôi nào có thể xung phong để trả lời, trình bày cho cô giáo về loại gió này nào? Chúng ta rất là tích cực. Cô xin mời cặp đôi của bạn Dung nào. Cô mời Dung đại diện. Thưa cô và các bạn, sau đây con xin trình bày về gió phơn. Gió phơn là loại gió thổi từ trên núi xuống và có tính chất là nóng và khô. Khi không khí gặp địa hình chắn gió thì sẽ đi lên theo sườn đón gió và cứ lên cao 100m, nhiệt độ giảm 0,6 độ C. Khi đến một độ cao nhất định, không khí sẽ ngưng tụ lại và tạo thành mưa. Tiếp theo, khi không khí vượt núi và ở đây không khí sẽ có nhiệt độ thấp, khi sang đến sườn khuất gió, không khí sẽ tăng và cứ 100m thì nhiệt độ lại tăng 1 độ C. Ở sườn khuất gió này, không khí sẽ có tính chất là khô và nóng. Hiệu ứng này gọi là hiệu ứng gió phơn và thường xảy ra ở những nơi có những dãy núi. Vừa rồi chính là phần trình bày của nhóm bọn con. Con xin cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Cô cảm ơn con và cô mời Dung về chỗ. Các con đã vừa lắng nghe phần trình bày của cặp đôi của bạn Dung. Vậy thì bây giờ các con sẽ theo dõi một đoạn clip sau đây và để xem là bạn của mình đã trình bày đúng chưa nhé. Gió phơn là loại gió thổi từ trên núi xuống, nóng và khô. Nguyên nhân hình thành loại gió này là do bức chắn địa hình. Khi gió mát và ẩm thổi tới một dãy núi, bị dãy núi chặn lại. Không khí ẩm bị đẩy lên cao, trung bình lên 100m, nhiệt độ giảm 0,6 độ C. Đến một độ cao nhất định, hơi nước ngưng tụ tạo thành mây và gây mưa.
Khi không khí sang được sườn bên kia, hơi nước đã hết và bắt đầu chuyển động đi xuống. Nhiệt độ tăng lên, trung bình xuống 100 mét, nhiệt độ tăng 1 độ C nên gió trở nên nóng và khô. Ở miền Trung nước ta, loại gió này thể hiện khá rõ và còn được gọi là gió Lào. Các con vừa theo dõi một đoạn clip về hoạt động và cơ chế hình thành của gió phơn rồi. Nào, thế thì hãy nhận xét cho cô giáo về phần trình bày của Dung nào. Dạ, con thưa cô, con cảm thấy phần trình bày của bạn rất là tốt. Bạn có một phong thái rất là tự tin, nêu nát. Phần trình bày của bạn rất là dễ hiểu, giúp cho bọn con có thể dễ dàng tiếp nhận thông tin về gió phơn là loại gió như thế nào ạ. Vậy thì thông qua cái đoạn clip với lại cái phần trình bày thì con có bổ sung thêm cho bạn nội dung nào không? Dạ thưa cô, con cảm thấy bạn thiếu phần về việc gió đi đến sườn đón gió nên là loại gió ẩm và gây mưa nhiều, chứ không, bạn không nên nói là nó là gió thì không biết là gió nào. À, như vậy thì phần gió ban đầu ấy, bản chất của loại gió phơn ở bên cái sườn đón gió, nó là loại gió mát và ẩm. Nhưng do là phải vượt qua cái bức chắn địa hình nên nó trở nên khô và nóng. Được chưa nào? Cô cảm ơn con. Thứ ba, đó là gió núi và gió thung lũng. Cô mời các cặp đôi nào. Thưa cô và các bạn, sau đây chúng con xin trình bày về gió núi và gió thung lũng. Vào ban ngày, sườn núi được đốt nóng hơn, không khí ấm hình thành áp thấp. Còn ở phần thung lũng, không khí lạnh hơn hình thành áp cao nên gió được thổi từ thung lũng lên phía sườn núi và được gọi là gió thung lũng. Còn hiện tượng gió núi vào ban đêm thì diễn ra gần như hoàn toàn ngược lại. Vào ban đêm, khu vực ở hai bên sườn núi, không khí sẽ mất nhiệt nhanh hơn, tạo nên không khí lạnh và áp cao. Còn ở khu vực thung lũng, sự mất nhiệt và tỏa nhiệt sẽ diễn ra chậm hơn, không khí ấm và hình thành áp thấp. Vậy nên, gió sẽ thổi dọc theo sườn núi đi xuống thung lũng và gió này được gọi là gió núi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần trình bày của nhóm. Các con đã vừa lắng nghe phần trình bày của cặp đôi bạn Linh. Sau đây cô muốn lắng nghe phần nhận xét, đóng góp ý kiến của các cặp đôi khác dành cho cặp đôi bạn Linh nào. Dạ con thưa cô, sau khi nghe phần trình bày của hai bạn thì con thấy phần trình bày của hai bạn rất là lưu loát. Các bạn nói to, rõ ràng, ngắn gọn, hàm súc lại khiến chúng con có thể dễ hiểu. Còn về phần nội dung thì đầy đủ và các phần liên kết với nhau ạ. Cô đồng ý với lại nhận xét góp ý của bạn Mai. Ở đây cô chỉ muốn nhấn mạnh thêm một số cái nội dung liên quan đến gió thung lũng và gió núi để các em nắm rõ hơn. Trong phần gió núi và gió thung lũng, tên gọi ở đây nó có sự khác một chút. Đấy, các em lưu ý nhé, không lại dễ nhầm lẫn giữa gió núi và gió thung lũng. Loại gió ở này thì nó được hình thành ở cái khu vực miền núi và nó do cái sự chênh lệch nhiệt độ của không khí ở cùng một độ cao ở khu vực sườn núi và khu vực không khí của thung lũng. Vào ban ngày thì sườn núi nó hấp thu nhiệt nhanh hơn, cho nên là không khí ấm, nhiệt độ cao, cho nên là hình thành áp thấp. Còn không khí ở cái phần thung lũng ấy thì lạnh hơn, cho nên là hình thành áp cao. Và lúc này gió từ thung lũng thổi lên theo sườn núi đi lên thì gọi là gió thung lũng. Các con tránh nhầm lẫn. Chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta lại tưởng là gió núi, nhưng thực chất hình thứ nhất nó là gió thung lũng nhé. Trong cái hình thứ hai thì các con nhìn thấy vào ban đêm thì sườn núi mất nhiệt nhanh hơn, cho nên là không khí lạnh, nhiệt độ thấp sẽ hình thành áp cao. Còn cái không khí ở bên trên thung lũng ấy, thì nó mất nhiệt chậm hơn, cho nên là không khí ấm hơn nên hình thành áp thấp. Và lúc này thì gió từ sườn núi sẽ đi xuống thung lũng nên được gọi là gió núi. Các con đã rõ chưa nào? Như vậy các con đã vừa tìm hiểu về các loại gió chính trên trái đất, vừa tìm hiểu về các loại gió địa phương. Và để hiểu rõ hơn cái hoạt động cũng như là tính chất của các loại gió, cô và các con sẽ đến với một bài tập củng cố sau đây. Trong phần bài tập này, cô giáo có 3 cột. Cột thứ nhất đó là các loại gió các con vừa được học. Cột thứ hai đó là khu vực phân bố chính của các loại gió.
Cột thứ ba đó là tính chất của các loại gió. Các con hãy nối cột A, cột B, cột C sao cho đúng về khu vực phân bố và tính chất của các loại gió tương ứng. Loại gió đầu tiên là gió mậu dịch. Nào, các con hãy cho cô giáo biết gió mậu dịch có khu vực phân bố và tính chất ra sao? Con thưa cô là gió mậu dịch có khu vực phân bố chính ở vĩ độ 30 độ đến 0 độ ở cả hai bán cầu và có tính chất khô, chỉ mưa khi vượt đường biển dài và gặp bức chắn địa hình ạ. Các con sẽ cùng đến với loại gió thứ hai, gió tây ôn đới nào? Con thưa cô, gió tây ôn đới hoạt động ở vĩ độ 30 đến 60 độ ở cả hai bán cầu và có tính chất là độ ẩm cao và gây mưa nhiều. Các con đến với loại gió thứ ba là gió mùa nào? Con thưa cô, gió mùa hoạt động ở một số khu vực đời nóng và một số nơi thuộc một số khu vực như là Nam Á hay Đông Nam Á và nó có tính chất là một mùa mưa và một mùa khô ạ. Loại gió tiếp theo đó là gió đất và gió biển. Con thưa cô là gió đất và gió biển được hình thành ở các vùng ven biển và có tính chất là ôn hòa và mát mẻ vào ban ngày. Gió núi và gió thung lũng. Cô mời các con nào. Con thưa cô là gió núi, gió thung lũng là khu phân bố khu vực miền núi và có tính chất là ban ngày oi bức, ban đêm mát dịu hơn. Và còn lại chính là gió phơn, đúng chưa? Gió phơn bạn vừa trình bày xong. Nào, cô mời các cánh tay. Con thưa cô, gió phơn là gió được hình thành ở vùng phía sau dãy núi cao có gió thổi vượt qua và có tính chất là khô nóng ạ. Như vậy các con đã vừa tìm hiểu về phạm vi hoạt động của các loại gió. Vậy thì bằng cái kiến thức của mình đã học kết hợp với lại cái bài tập mà chúng ta vừa làm, hãy liên hệ với Việt Nam của chúng ta. Các con hãy cho cô biết đó là ở Việt Nam chúng ta có các loại gió nào hoạt động nào? Con thưa cô là ở Việt Nam có tất cả các loại gió mà chúng ta vừa học ạ. Ở Việt Nam có tất cả các loại gió trên. Rồi, cô cảm ơn con. Rồi, cô muốn nghe một ý kiến của bạn khác nào? Cô mời con. Thưa cô, theo con thì ở Việt Nam ta có tất cả các loại gió trên hoạt động mà trừ gió tây ôn đới ạ. Bạn ý kiến thứ hai thì bạn nói rằng là ở nước ta có các loại gió trên trừ gió tây ôn đới. Rồi, cô cảm ơn con. Nào, ở đây chúng ta có hai ý kiến. Một bạn ý kiến thì cho rằng là gì ạ? Ở Việt Nam của chúng ta có tất cả các loại gió trên. Còn ý kiến thứ hai thì cho rằng là ở Việt Nam của chúng ta trừ là không có gió tây ôn đới. Đúng chưa? Thế thì các con đã học ở cấp 2 rồi. Việt Nam của chúng ta nằm ở khu vực nội trí tuyến Bắc bán cầu. Như vậy chúng ta sẽ có loại gió nào hoạt động các con? Đúng rồi, đó là chúng ta nằm hoàn toàn trong khu vực hoạt động của loại gió mậu dịch, đúng chưa? Thứ hai, đó là nước ta nằm ở khu vực Đông Nam Á, mà khu vực Đông Nam Á là nơi có hoạt động gió mùa điển hình. Chính vì vậy mà nước ta có hoạt động của gió mùa và đây chính là loại gió chính hoạt động ở nước ta. Đúng chưa các con? Thứ ba, các con quan sát trên hình ảnh thì chúng ta thấy là nước ta có đường bờ biển rất là dài. Đúng chưa nào? Chính vì vậy mà ở các vùng ven biển của nước ta sẽ có gió đất và gió biển. Thêm nữa, đó là nước ta có nhiều đồi núi và đặc biệt đó là có các cái dãy núi cao. Đấy, ví dụ như là dãy Trường Sơn. Chính vì vậy mà nước ta còn có một loại gió nữa, đó chính là gió phơn. Mà dân gian ta thường gọi đó chính là gió Lào. Gió Lào nóng lắm ai ơi, đừng vào đón gió mà rơi má hồng. Và ở khu vực các cái thung lũng ở miền núi thì còn có gió núi và gió thung lũng. Còn ở nước ta có gió tây ôn đới hay không? Chắc chắn là không rồi. Vì là cái loại gió này nó hoạt động từ áp cao cận nhiệt về khu vực áp thấp ôn đới, mà nước ta lại không nằm ở khu vực này. Đúng chưa các con? Vậy thì chúng ta hãy liên hệ thêm trên địa bàn Kim Sơn mà các con đang sinh sống, xem là ở địa bàn của chúng ta thì có loại gió nào hoạt động rất là điển hình. Dạ, con thưa cô là theo con thì ở địa bàn Kim Sơn có các gió chính hoạt động là gió mùa, gió đất và gió biển. Trên địa bàn huyện Kim Sơn của chúng ta là một huyện ven biển. Chính vì vậy mà các cái xã ở khu vực ven biển của chúng ta có hoạt động của gió đất và gió biển.
Và huyện của chúng ta thì cũng nằm trong cái khu vực hoạt động gió mùa rất là điển hình, cùng với lại hoạt động gió mùa của cả nước. Và do là vị trí tiếp giáp với lại biển, chính vì vậy mà khí hậu của Kim Sơn mang đậm nét của khí hậu Hải Dương, rất là mát mẻ, đặc biệt là vào mùa hè. Không khí ở đây rất là mát, có nhiều các cái loại gió từ biển thổi vào, làm cho không khí mát mẻ hơn so với lại các cái huyện khác trên địa bàn tỉnh. Các con đã được tìm hiểu về đặc điểm và tính chất của các loại gió. Cùng loại gió nhưng mỗi loại lại có những tính chất khác nhau. Có loại gió thì khô, có loại gió thì nóng ẩm, có những loại gió thì tính chất thay đổi theo ngày và đêm, thay đổi theo mùa. Bởi vậy, các loại gió thì nó ảnh hưởng rất lớn đến các cái nhân tố để hình thành mưa. Vậy thì gió ảnh hưởng đến lượng mưa như thế nào? Thì ở bài sau, cô và các con sẽ cùng tìm hiểu. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các con đã rất là tích cực và đồng hành cùng cô.